một từ mà trong thời gian qua mình đã nhắc rất nhiều cùng với U23 Việt Nam, đó là từ kỳ tích. Tuy nhiên đằng sau từ kỳ tích này hình như lại có một chút lo lắng đúng không ạ? Thận trọng thôi, không phải lo lắng. Lo lắng đi hơi quá, nhưng mà thận trọng thì chắc chắn là đúng. Kỳ tích, những kỳ tích đúng 2 năm trước thì Futsal đã bắt đầu mở ra một sự khởi đầu cho những cột mốc mới của bóng đá Việt Nam bằng cách đánh bại đội tuyển Futsal Nhật Bản theo cái cách gần như y hệt đội tuyển U23 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết châu Á năm nay vậy. 2 năm sau, hai huấn luyện viên thắng và thua ngày hôm đó của Futsal Nhật Bản và Việt Nam đổi chỗ cho nhau. Giờ huấn luyện viên Miguel dẫn dắt đội tuyển Futsal Việt Nam và ngày hôm qua ông quay lại chính giải đấu vô địch châu Á và thử thách cho ông là đối thủ rất tiến bộ trong thời gian qua, đội tuyển Futsal Malaysia. Trong một thế trận nhỉnh hơn đối thủ về sự chủ động và những cơ hội tạo ra, trước khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Futsal Việt Nam đã mở tỷ số nhờ pha dứt điểm khá hiểm hóc của Đức Tùng. Bước vào hiệp 2, tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng khâu dứt điểm rõ ràng là một vấn đề lớn với họ và điều này trong Futsal luôn gợi ra một kết thúc không mấy tốt đẹp. Khi trận đấu còn 4 phút, pha dứt điểm rất mạnh từ đội hình power play 5 người của Futsal Malaysia giúp họ san bằng tỷ số và những giây cuối cùng, sự lúng túng của thủ thành Ngô Đình Thuận đã khép lại trận thua 1-2 cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Như vậy là đã 3 trận đấu liên tiếp chúng ta không thể vượt qua được đối thủ Futsal Malaysia, dù vốn đây là một đối thủ thường mang lại niềm vui cho Futsal Việt Nam trong quá khứ. Vâng, như vậy là mọi thứ đã diễn ra đúng như dự kiến. Sau thành tích lọt vào bán kết giải đấu 2 năm trước, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có một bảng đấu dễ chịu hơn nhiều ở giải đấu năm nay. Nhưng giờ đây nói xa sút thì quá, ít nhất là chúng ta đang đứng yên tại chỗ, còn Malaysia thì đã rất tiến bộ trong Futsal. Có thể ai đó nghĩ rằng đã có một sự ngộ nhận nào đó về việc vượt qua được đội tuyển Nhật Bản 2 năm trước. Nhưng chúng tôi rất hiểu về bản chất của kỳ tích đó. Và ngay tại chiếc bàn này, trong chương trình Chuyển động 24 giờ, ngay sau chiến thắng, chúng tôi đã nói. And it rests on the shoulders of Phuong Thuan Luan. The biggest shock ever in the AFC Futsal Championship. Chúng ta đã vượt qua đội tuyển Nhật Bản sau khi bị họ dẫn trước liên tục. Huấn luyện viên Miguel ngày đó là huấn luyện viên của đội tuyển Futsal Nhật Bản. Và hãy xem, chúng tôi đã nói gì. It is deserved. Vietnam through to the World Cup finals in Colombia. It's an chúng ta đã vượt qua Futsal Nhật Bản trong những loạt penalty. Và bình luận viên của kênh Fox Sports ngày đó cũng đầy cảm xúc như cách mà chúng ta đã vượt qua được theo tôi Qatar tại U23 châu Á vậy. Của việc chiến thắng này, một đó là một lời động viên rất là lớn lao cho những người làm Futsal. Từ bây giờ các bạn đã có được sự quan tâm hơn, hãy tận dụng cơ hội này làm cái gì đó để phát triển Futsal hơn nữa. Và ý nghĩa thứ hai là dành cho các môn thể thao khác. Hãy nhìn vào Futsal, hãy nhìn vào trận đấu ngày hôm qua. Khi nào mà chúng ta không e dè đối thủ, chúng ta có thể thắng. Trong một sự phấn khích lớn về chiến thắng, chúng tôi vẫn nghĩ tới 3 điều. Thứ nhất, chiến thắng không giúp chúng ta vượt tầm châu lục. Thứ hai, đó chỉ là cơ hội để Futsal được quan tâm hơn. Và thứ ba là bài học cho các đội thể thao khác, hãy tự tin hơn, bởi vì chỉ có tự tin mới có thể chiến thắng. Hãy áp 3 điều này cho thành công của U23 Việt Nam năm nay xem sao. Thứ nhất, dù vui đến mấy, chúng ta đều hiểu, nếu 2 năm nữa U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tương tự như cũ, chúng ta vẫn là đội bị đánh giá thấp nhất. Và thứ hai, muốn thành công thì phải tự tin. Đội U19 Việt Nam và sau đó là đội U23 Việt Nam đã chứng tỏ bài học này của Futsal để lập nên kỳ tích trong 2 năm qua. Và cuối cùng, Futsal trong 2 năm qua, sau niềm vui cũng vẫn chỉ có một ông bầu kiên trì đầu tư cho môn thể thao này trong một sự quan tâm hầu như không hề thay đổi. Đừng để bóng đá sân cỏ rơi vào tình cảnh tương tự và đừng để đội U23 Việt Nam rơi vào tình cảnh tương tự. Kỳ tích U23 Việt Nam rõ ràng đã mang tới rất nhiều niềm vui và động lực cho những người làm bóng đá, các đội bóng, các huấn luyện viên và bản thân các cầu thủ trẻ. Em nhìn thấy các anh ấy đá như thế, em rất là phấn đấu và giành được như các anh ấy, nhất là anh Quang Hải ạ. Em rất là thần tượng anh ấy. Như lúc em nhìn U23 được bố mẹ ra chào đón như thế thì em nhìn như thế em cũng mong rằng được bố mẹ em và gia đình em ra chào đón, mai sau ra chào đón em trở về như thế. Thành công của U23 sẽ ý nghĩa hơn với sự quan tâm tăng lên của xã hội. Chúng ta nhận ra và sửa ngay những thiếu sót còn tồn tại khá nhiều trong việc phát triển bóng đá trẻ. Chúng ta cần nhiều hơn. Thứ nhất
và các trung tâm đào tạo trẻ giống như Viettel, như PVF, như Anh Gia Lai, như Hà Nội. Hiện nay chúng ta nhìn lại thì hiện tại ở mặt bằng Việt Nam mới có khoảng 4 năm trung tâm như thế. Có lẽ chúng ta cần phải 10, 15 trung tâm như thế thì chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ tài năng hơn. Và thứ hai chúng ta phải cải thiện và thay đổi hệ thống giải thi đấu. Bởi vì các bạn nhìn thấy đây là cái giải U19 quốc gia. Trên toàn quốc có 22 đội tham gia và chia được là 4 bảng. Có nghĩa là một bảng, bảng này là bảng có nhiều đội thi đấu, là được thi đấu 10 trận. Còn các bảng ít thi đấu là chỉ có 8 trận thôi. Và các bạn hình dung một cầu thủ trẻ lứa tuổi 18, 19. Nếu như họ không được vào bóng chuyết thì họ chỉ được thi đấu vòn vẹn 8 đến 10 trận một năm. Và chỉ thi đấu trong vòng 2 tháng, thậm chí là 1 tháng. Còn lại 10 tháng, 11 tháng còn lại họ làm gì? Họ làm thế nào để họ tiến bộ? Không thi đấu, không cọ sát, không có giải đấu, không có sự cạnh tranh. Thế thì họ tiến bộ sao được? Mà rõ ràng đây là lứa tuổi mà cần thi đấu nhất. Sau thành công của đội U23, liệu các câu lạc bộ có tin tưởng tạo thêm nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân ở giải vô địch quốc gia? Rồi. Liệu sẽ có thêm các trung tâm đào tạo chất lượng được thành lập để tuyển mộ nhân tài? Liệu sẽ có thêm một lượng nhỏ trong số hàng triệu người dân xuống đường ăn mừng, tới với sân vận động để cổ vũ? Bóng đá Việt Nam đừng để tuột mất cơ hội này. Và đừng để trong 2 năm nữa, chúng ta quay trở lại chính chiếc bàn này và nói lại câu chuyện của Futsal. Vâng, cảm ơn anh Quốc Khánh với những thông tin về thể thao, những thông tin thận trọng hơn quanh từ kỳ tích đúng không ạ? Cảm ơn anh.